ông đưa móc câu, móc mồi câu trên trời bay rè 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 cái cục lửa bằng cái thúng dạ mình á. Tao nói mày cây cỏ, cái bông cỏ nhỏ mày cũng thấy nữa. Ngay chân luồng câu nhiễu cái chào xuống chạy rè 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 hai bên luồng câu đó. Con cá gì dính câu mày thấy hết, mồi chức mồi còn mày thấy hết. Ba cái trâu nhẹ nó bay rồi con dê xong rồi con mới sàng sàng những hột lúa nó còn nguyên á. Dạ. Rồi mới lượm ra, lượm ra để riêng trong thao trong cống gì đó rồi sàng hai ba đợt gì đó rồi mới còn gạo không con mới đưa vô cối con giả. Giả vui lắm, đông người hả ông Tư? Ờ bốn người mà nó giả chạy chạy tư á. Dạ. Ồ giả có nhịp nhàng đàng hoàng. Ủa có nhịp là sao ông Tư? Nhịp là cái con ví dụ mày dơ vậy nè bùm à, mày nhịp trên miệng cối cung thằng kia bùm cung bùm cắt cung bị cối nó cái chài nó kêu khác nhau nữa mày nghe à, cũng như ngũ âm á. Con đạp bò thì nó nhẹ. Ủa có cái vụ đạp bò hả không Tư? Ken bò một hàng ngang mười mấy con vậy đó, rồi mà hai ba chục con đi hàng trước hàng sau đạp cứ bo vòng vòng, mày đứng chân mày nắm dàm rồi cứ bò đi vòng vòng hoài vậy đó. Cái sao vui dữ vậy ta? Ồ đốt rôm rồi kia rồi còn nhỏ nhỏ cút bắt giết rôm. Cũng như những thằng háo sắc đa dâm mới bị binh bà mới giết chết. Cô Năm xề đôi lính bà chú xứ hại chết. Thì là ngày xưa con nghĩ chắc rất là nhiều câu chuyện linh thiêng của mấy người là kêu là như là mấy cái bà thường giật người ta chết đúng không? Trời ơi, Tân ơi nói gì ma quái đó. Thì con không thể nào nói được. Vì con người mình dân quê ở xưa thớt nữa. Dạ. Như ma quỷ nó lộng hành luôn. Thời đó là do cái dương si hả ông Tư? Dương si. Thì lúc đó con trốn chui trốn nhủi không pháp nó bố. Tới Đức Cô Quảng còn phải phân tán quân ra sẽ trốn. Đã người chống pháp. Dạ. Mà bị mình đến quân sao con đánh lại đông quân. Con đương đầu với nó con đem quân chết sao. Phải trốn phải tránh. Rồi trốn tránh đó, quân lính thì nó còn cái tánh hung dữ. Dạ. Rồi chia đảng, chia phe, chia nhóm rồi ăn cướp. Trời ơi. Tội con ăn cướp, con phải giết người cướp của. Ví dụ vậy đó. Rồi chết quan chết ức, những quan hồn chết quan chết ức là biết bao nhiêu gì đó. Hồi xưa ba quỷ dữ lắm con. Ông đưa móc câu, móc mồi câu trên trời bay rè 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 cái cục lửa bằng cái thúng dạ mình á. Trời ơi. Tao nói mày cây cỏ, cái bông cỏ nhỏ mày cũng thấy nữa. Ngay chân luồng câu nhiễu cái chào xuống chạy rè 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 hai bên luồng câu đó. Con cá gì dính câu mày thấy hết, mồi chức mồi còn mày thấy hết. Sáng á. Kê vậy Tư? Ừ, ông mới rút giò lên. Ông nói thôi về mấy ông chơi về chết tôi rồi. Hôm rày mới trúng đêm nay mà mấy ông chơi về cá nó xảy hết rồi. Nhưng mà đêm đó trúng luôn. Anh chơi vậy. Cái đó binh năm đi hay sao không Tư? Binh năm. Quan đàn cũ đó. Dạ. Không phải binh năm. Quan đàn cũ. Hồi đó ta thời chiến mấy ông tiếp bình đó. Tiếp là sao không Tư? Tụi tao đụng với lính ngôn diệm á. Mình thì có mấy thằng bên kia nó một đại đội mà thấy đạn lửa bên đây bắn qua đằng kia nó rút quân luôn. Ghê trời. Ừ. Đạn lửa nó bay qua về nó bay qua địch thủ. Cái đó là mấy ổng giúp mình cho giúp mình thắng. Ờ đằng mình cũng rút. Dạ. Tụi tao có 6 thằng mà đằng kia nó nguyên đại đội mà nó phục kích nữa. Trời ơi. Đi chụp vô ổ phục kích nó, mình giật nó được cây ấp em. Thằng gác nó ngủ gục, giữa đống rơm ngủ. Võ sư lên nó hốt cây ấp em nó ria.
ria rồi bị đại đội nó nằm dài lắm rồi, đại đội nó 70-80 người nữa, mình có 6 thằng, mùa nước nữa, nước ngang ngực. Rút quân là lâu lâu bắn trả lại ít viên, nhưng mà đạn lửa nó bay mà dòm thấy đỏ trời luôn. Ghê rồi. Bình âm cái đó, bình âm tiếp chuyện mình. Mình nghe súng nổ đều trời hết rồi. Đùng 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 đều hết trơn. Đấy là tiếp mình. Bình âm cũng là những cái người lính ngày xưa chết hay sao thông tin? Đúng. Rồi con tính đạn lửa cục này đụng cục kia nó gì chọi lên rồi rớt xuống làm đã lắm, ghê trời, y như đạn thiệt vậy. Nhưng mà nó chỉ là giả thôi không tư, giả nó làm cho mình qua mắt thì mình sợ. Đằng kia tự rút rút rồi về tới khúc dân thưa như này, nó nói trời ơi đụng quá, đụng lính dân xã quá trời rộng rồi. Mà có 6 thằng tụi ông đi thâu thế à. Là thời đó là ông Tư còn đi chung với ông Bảy. Còn ở ông rừng tới mùa lúa mới về thông thế nước giật đó. Dạ. Của thời đó là thời của ông Tư còn đi với ông Bảy là lúa, giờ đó thời đó là còn làm lúa mùa hay là lúa nông? Con đâu có vụ thằng nông này, thằng nông này mới sau này à. Thằng nông này năm 72, 7 năm thằng nông mới ra đây à. Thằng nông này có giống nước ngoài đem về rồi bắt đầu mới gây thằng nông này. Đó đâu biết thằng nông. Một ngựa mặn mùa lúa đi coi đen đồng luôn. Tôi bằng là thí nghiệm vậy? Công á, bị cây lúa lùm xịt mà nó có bông có hột á à. Còn cây lúa mùa mình nó dài cái 4-5 thước. Ủa sao mà nó dài dữ vậy ông Tư? Điện theo nước đó con à, dài theo nước lúa nước á, nước sâu chừng nào rồi anh lên mặt nước anh nằm anh bò ra như rau muống vậy đó, rồi nước giật cái gốc ở đây cái ngọn anh ngoài chậu bông đó. Mà anh thưa thớt lắm, gió rồi nó đùa ấy, rớt. Nhưng mà hồi trước con phải lựa giống cho chắc cuốn, đến thôi gió nó quơ rụng hột hết mày lấy gì ăn à. Rồi đó gặp dịch trời nữa, con suốt nó suốt đem cái mấy chục mẫu mấy trăm công, còn nước với cỏ không trời ơi. Nó bay ngay trên trời, nó đáp xuống khu nào là kể như sáng con dòm nước không lết tầm quá, nó lết tới lết lui không được. Ừ, lết quang tua một mà rồi mới bài đặt văn câu trời, ông cầu đó văn câu trời đừng đài tầm dông này sáng ngã câu hết, ngã đài hết dính. Ôi ơi, con cục 2-3 con dính quá nặng rồi nó tróc đài. Đài con vạt tầm dông nhọn mình cầm dưới đất đâu có chắc không. Dạ. Mà cái lúa mùa đó ngày xưa mình cắt, con nghe ông ngoại nói cắt là phải lấy cái giò mình đùa tới đùa lui mà mới cắt không Tư? Đùa cho nó theo chiều á không Tư? Con lấy lưỡi hái ấy gì nè, bị gió nó giận á. Dạ. Ông tha bà không tha, đánh nhau ông trận mùng 3 tháng 10 gió nó giành ngọn đó. Dạ. Nó quấn cục có chỗ nó dựng đứng cũng như mày sắp mớ chẳng. Rồi nó luồn nó lớp nằm, lớp ngồi, lớp té mình cắt mốt. Công 6-7 giờ là trúng. Ờ, vậy sao đủ ăn? Gia đình mười mấy người. Ủa sao kỳ vậy ông Tư? Ừ. Rồi về con mới xây bằng cối xây, rồi giả bằng cối giả. Rồi sàn sải phụ nữ giờ đâu biết sàn sải lúa gì. Cái cối xây ngày xưa là nó ra sao ông Tư? Sao mô phỏng cho con nè. Nó giống cái cối xây bột mình giờ không? Không, nó cao. Cao cỡ này nè, rồi nó có cái lòng con đổ trong một lần gần được nửa táo lúa. Táo lúa. Táo lúa. Rồi có cái
cái cần xây đó, cái cây nó cong vậy nè, nó có cái cốt với sọt trong tay quay, hai ba đứa đứng đẩy, gịch vô đẩy ra xây, giống xây như ra gạo lứt không à. Giống như cái cối giả gạo của ông Lục Tổ xây không tôi? Con thấy trong phim ông Lục Tổ ông có xây cái cối giả gạo mà ông đứng gịch cái cối xây lúa đó. Dạ. Rồi đâu phải vậy đâu, con xây nó đâu có chín. Cái răng nó thì bằng cây dương đình mình đó. Dạ. Còn cái tay cối thì bằng cây lồng mứt. Lồng mứt mình đó, lồng mứt rừng trái ngón tay dài dài đó. Dạ. Mà để ngoài mưa ngoài nắng cả năm 10 năm không không mục nữa mày. Cây lồng mứt coi vậy đó mà nó chắc. Sao thấy? Con mần cột nhà mày chôn căm xe với nó đó, căm xe mục nó còn nguyên. Nó có dầu hay sao mà không có nữa. Dầu có gì, cây lồng mứt mình đó, cây trước cửa đó. Cây đó con biết mà sao mà nó bền dữ đó. Ừ. Không có con gì ăn mối rồi cũng ăn. Còn xung quanh con đường tre. Cái bầu cối rau bự vậy nè, rồi ở trong là đất cò mối. Đất cò mối mấy ông nhồi rồi mấy ông mới giọng ấy có đường xuống rồi mấy mần. Dạ. Thợ mần ấy mày chơi đâu. Mình làm chịch nó không ra lúa hay sao không tôi? Đúng. Con sắp cái răng thịt nó không ra lúa chứ không phải là làm cái cấu trịch. Nó phải dễ. Răng ngược, răng xuôi bị khi con quay về nó chà ngược, chà xuôi nó mới chóc vỏ lúa. Rồi con sàn, con lửa, lửa thóc rồi đổ vô xây nữa. Còn cái nào gạo không thì đưa vô cấu giả. Sao mà ăn được hạt gạo hồi đó sao nó cực khổ dữ. Ăn lúa mùa mình còn đỡ, lúa trời kìa mới cực. Lúa trời cái xuồng về nè, con mới mặn cái bồ chính giữa chiếc xuồng đó. Dạ. Rồi có hai cây tầm dông bự. Ba bốn người chống. Con chống rồi cái người cầm hai cây gạt đó mới xúc lúa trời vô. Lúa trời đâu chín lượt như lúa mùa mình. Dạ. Bông 100 hột chứ chín vài ba hột trong à. Rồi cái gạt nhẹ vô cái nắm cây đó giặt giặt như nè, ảnh rụng ảnh bay vô bồ đó. Rớt xuống đó rồi về mới nhận nước xuồng. Rồi điên điển hay xảy gì con bó bó bự thì đứng thục. Bu ảnh dài vậy nè. Chủ dân tư. Ừ. Mà lúa trời con ăn số con ăn lít gạo mày, lúa trời mày phải ăn 2 lít. Nó không nở hả ông tư? Không nở. Anh cứng cơm. Cứng vậy chắc mình ăn cho nó no lâu quá không tư? Ồ, ăn nó chậm đói lắm rồi, no lâu. Mà nó mùi thơm. Có thể có hột lúa trời nó nằm dưới đất 50 năm. Như hột sen vậy đó. Trời ơi. Con đem lên cái vỏ lúa đang thui như bùn vậy đó mà con cắn trong gạo còn nguyên. Vậy là hiện giờ ta kêu là cái lúa cỏ có đuôi giờ là nó hả ông tư? Ừ. Lúa trời lúa ba đó. Dạ. Rồi cái con sọt cho gãy đuôi rồi mới nghiêng xuồng hai ba người nghiêng chắc đuôi ra rồi nhận nước vô sọt nữa, sọt cho nó hết đuôi chứ con có đuôi con xây vô trong nó dính cục nó đâu xuống. Dạ. Bị cái cối nó quay tròn vậy nó đuôi nó mắc kẹt, đuôi cháu ngược bay vô mắt là đuôi mắc. Cái đuôi anh nó bán hay sao không tôi? Gai, ảnh gai trộm trộm không? Thôi rồi. Bay vô mắt là kể như người đó đuôi con mắt đó. Đuôi mắt thiếu gì? Rồi xây rồi đâu có giả. Lúa trời thì không giả, xây ăn gạo lứt luôn. Mà giả hoài hột gạo ảnh ngà ngà cũng như huyết rồng mình á. Như gạo huyết rồng vậy đó phải không? Dạ. Nó hơi đỏ đỏ hả tôi? Hồng hồng đỏ đỏ vậy đó. Còn hổng trắng như gạo mình nổ. Ủa nhưng mà cái cối đó là hồi sớm con đưa nó có cái cục đá hay bằng cây luôn không tôi? Cây. Cây không hả không tôi? Ừ cây rồi cái răng cối con trẻ mỏng mỏng vậy nè. Mần răng ngược, răng xuôi, răng ngang, răng dọc. Mấy ông mần khéo lắm. Chà. Rồi con xây lúa nó mới chạy theo đó, nó mới rùa ra. Nó nghiền cho bể cái vỏ, nó xích vỏ. Xây rồi dê trấu ra rồi mới sàn lại mới đổ vô cối xây lại nữa.
cái nào gạo thì để theo gạo, còn cái nào còn hột còn nguyên đó đổ vô xây lại. Sàn là phải có cái có gió mình sàn mới được không? Không, sàn là cầm sàn, gió là dê. À, gió là dê. Là dê chấu cho nó ra không được. Đầu tiên con xây được con dê trước, rồi ba cái trấu nhẹ nó bay, rồi con dê xong rồi con mới sàn, sàn những hột lúa nó còn nguyên á. Dạ. Rồi mới lượm ra để riêng trong thau trong cống gì đó, rồi sàn 2-3 đợt gì đó rồi mới còn gạo không con mới đưa vô cối con giả. Giả vui lắm. Đông người hả ông Tư? 4 người mà nó giả chạy tư á. Còn giả có nhịp nhàng đàng hoàng. Cũng có nhịp là sao ông Tư? Nhịp là cái con, ví dụ mày dơ vậy nè, bùm. Mày nhịp trên miệng cối cung. Thằng kia bùm cắt cung bị cối, nó cái chài nó kêu khác nhau nữa. Mày nghe cũng như ngủ âm. Ơi. Vui lắm. Vậy là hai người cầm chài. Bốn người cầm chài. Cái cối nó bốn mặt, bốn người, còn con giả chài đôi, tức là chài đôi hai người. Có Việt Nam mình thôi, còn dân tộc thiểu số nó sọt bằng cối không à, nó sọt cái chài nhỏ xíu vậy nè, nó đứng nó thục chứ nó không biết giả như mình. Thục vậy nó lâu hơn hả? Lâu hơn. Hồi đưa trước khi Tết vô bữa 25 Tết là lo xây lúa giả gạo nếp. Xây nếp xây đồ này kia đang chuẩn bị quết bánh bồng, đòi hỏi con phải người có lịch. Là sao không thưa? Vì con nấu nếp nó vừa chín rồi mày chắc ra để vô cối mà mày quết nó thành bột luôn. Ôi ơi. Với củ thơm. Củ thơm mấy ông chắc quết. Quết cái bánh phồng con cán coi lớn nè, bằng cái dĩa nhỏ vậy thôi, mày nướng nó bằng cái sàn. Quý nở bung ra phải người quết khéo, cây lồng nhím một tấc, con đâm bên đây xuyên qua mà cái người khéo đó là cây lồng nhím một tấc không trổ qua miếng bánh phồng nữa, nướng nó hình lên nó dày dữ. Rồi bánh phồng con ăn nó ngọt ngào lắm kìa, mà ăn nhiều khô cổ củ thơm đó. Sớm ông tôi nói có lực mới làm nổi không được. Con quết dùng nếp mà nó dính cứng ngắc cái chứ. Mày quết cái ình xuống có người trở, có người cầm cũng như cái dầm mình nữa. Trở cục bột. 2-4-5 thằng thanh niên lực bạc không quết, đùng mùa hôi mùa hám chảy ướt mình luôn. Cái cối đó là cái cối bằng đá không? Cối giả gạo bằng cây. Cũng bằng cây luôn hả? Bằng cây đục. Gốc xài mấy gốc cổ thụ bự, đục cái cối bự vậy nè. Rồi cái lòng máng nó bự vậy nè. Đục sâu với chừng 2-3 tấc. Ủa mà sao ta không sử dụng cái cối bằng đá không được? Cối đá sao con đục nổi, cái cây mà còn đục, có người nhiều người đục không khéo. Đó còn cái cối giả gạo ngoài đó chú Bảy nữa, cối bằng xi măng. Hồi đó đâu có máy móc gì đâu ta. Còn là con làm thủ công không? Do hồi xưa người ta không có làm nổi con đá cho nên người ta sử dụng một cây không không thôi. Dao búa đâu con chẻ đá. Sau này mới có thép bấy đục kia mới chẻ đá rồi được, chứ hồi trước đâu có. Dao mà con bằng cá ăn còn không có đủ trong nhà mình xài. Chạy ở đây mượn, chạy kia mượn không thấy không được. Bởi con người xưa nó chân thật chỗ đó. Giả gạo vui lắm. Mùa Tết con giả tới bữa 29 Tết mới ngừng. Từ bữa mấy tới mấy không được? Từ 25 tháng chạp là giả rồi. Dạ. Giả trước, giả kéo dài tùy theo dòng họ mình đông ít. Vì đâu phải nhà con giả, con có cối nhiều khi hàng xóm không có cối lại mượn. Mượn xây, mượn giả. Mấy ngày đó là trong nhà bùng bình giả.
ngày nhả đêm luôn, chắc vui lúc nào đó, vui chắc lắm. vui lắm. Rồi đốt lửa lên, đốt rơm lên giả, vui vẻ lắm con. Tại con người ngày xưa con chân thật nhiều lắm, cho nên là cái gì làm cũng vui vậy. Nói chung con người kém thông minh, À. không văn hóa, thành ra con người chân thật. Cứ quét văn phòng cực lắm, dân lực quét mới nổi. Chứ như ông cháu mình ông nhắc thì quét cũng nổi đâu, dài chài thì hả hỏng rồi. Chài nó vậy một cái khoảng mấy ký không tư? Chài chắc cũng 4-5 kg mà con, chài bằng dán hương đồ không lõi rồi này kia không đó. Trời ơi, 4-5 ký. Chài nặng lắm à. 4-5 ký quết vô mà sao con nghĩ quết vậy mà nó không bể Lớn hả? hơn bắp dế con mà cái chài bay dai nè, có cái ca cái cán chính giữa. Dạ. Dễ gì bể nổi. Giả chài tư thì mấy người mình ta giả khéo mày nghe còn cũng như ngũ âm. Là bốn người đó sống tương nói không thôi. Ừ. Nhịp trên miệng cối đó mà con quết trước. Quết nhiều khi quết đụng nhau té ngửa luôn. Ủa mà sao lại nhịp lên cái miệng cối chi vậy ông Tư? Thì nhịp cho nó có nhịp nhàng, con À. giả cái đùng con nhịp cái cung, thằng kia đùng cung, rồi còn nhiều người là lanh tay nhịp 2-3 cái nữa, cung 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 đùng cắt êm lắm. Mày nghe mày mê đó, mình nhỏ nhỏ mình đứng mấy ông già giả mà rành đó mày mê luôn, cũng như còn hơn coi hát nữa. Vui lắm nè. Vui lắm, bu xung quanh còn mấy bà nia thúng rồi dình sàn để mấy bà sàn sảy giả, có nào con đùa ra thì con sàn lúa lựa lúa ra để xây lại nữa. Dạ. Dạ. Ủa mà cái cối đó nó cái cây kia nó 4-5 ký vậy mà mình khi mà mình hạ xuống vậy mà cái hột lúa nó không có bị bể nát không được. Không, bị hột này nó chạm với hột kia đó con, nó tự trộn đó. Tự chọn mà nó chóc vỏ thôi. Nó tróc cái vỏ mọc nó ra nó mới tán hột vào. Bởi hồi xưa con ăn không bình cho đó. Còn giờ quá chắc không? Phần cứ bình. Dạ. Lòng con tiếng phần mà. Mà mỗi một lần khi xả lúa xuống 6 tháng mới đem về được ăn, mà khi mà được ăn hột gạo thì phải làm qua rất nhiều công đoạn mới được ăn. Đúng. Rồi tới năm mấy mới có cái máy xúc mình nữa không Tư? Ông cũng nhớ mày hồi đó văn minh rồi. Năm 50 mấy mới có máy cày rồi. Chưa có máy xúc nữa. Chỉ có máy cày đạp đạp lúa bằng máy cày lúc đó văn minh rồi đó. Đập lúa là Chứ một sao không Tư? lần đạp lúa con chắc cà lan lên máy cày chạy vòng vòng đạp. Mà rồi mấy người vít rơm vít con trở bả lúa đó cực Dạ. lắm, máy cày nó đạp bị nó nặng nó dẻ, còn đạp bò thì nó nhẹ. Ủa có cái vụ đập bò hay không Tư? Ken bò một hàng ngang 10 mấy con vậy đó, rồi mà 20-30 con đi hàng trước hàng sau đạp, cứ bo vòng vòng, mày đứng chân mày nắm dàm rồi cứ bò đi vòng vòng hoài vậy đó. Cái sao vui dữ vậy ta? Đốt rơm rồi kia, rồi còn nhỏ nhỏ cút bắt nhíp rơm ra rồi cút bắt chung trong rơm á, Cũng bắt là mình trốn cái tìm á. trốn tìm rơm đó con chạy ấy con trốn, có nhiều đứa kiếm không được khóc. Nó mới chạy đây mất tiêu rồi, chung vô rơm núp dưới á, Dạ. vui lắm. Hồi xưa con người chân thật. Cũng mà bò chạy bò mà nó dậm lúa vậy là con nghĩ là cho mình phải chất cái đống lúa lớn lắm luôn mới dậm được không thì Nguyên cái sân đó cho nồi nửa công Ui. 500 mét vuông, tùy theo đất con nhiều ít. Rồi chất cà lan chất búa dựng đứng bông lên vậy nè, rồi Dạ. ken bò cổ con này cột dính dàm quá, cột kia cột hàng ngang lùa đi, Lùa lên lùa xuống vòng 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 chạy hoài không lùa vòng vòng chứ không có lên xuống, à, lùa cho đi bên cho nó bo tròn hả không bo tròn. Rồi sau này mới chế cây trục,
cái trục cái cây bằng ba lớn như là đục răng trong á, Là rồi cũng ken bò mà có con đôi à, con trục ngồi trên trục cũng nhảy tận 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 như đó, bo trục. vậy là cái trục đó sau này người ta tận dụng cho cái việc mà trục đất á, hay không được trục đất Ừ, sau này luôn trục đất mà nó dẻ chứ không phải trục đất lên à, á. bị nó nện cái răng nó bự vậy nè, Dạ. cây nó bự nó trục dẻ đất, cái trục đó mới nó mần lộ rồi kia nó mới trục đá dắp đá này kia lộ lộ nó trục. Ở thằng Mỹ nó cái trục của nó mà bằng cái nhà mình nhìn này, trục bằng sắt, cái răng nó lớn lớn bởi nó trục đá cục bành bành nó trục lộ của Mỹ làm đâu lúc. Trời ơi, khủng khiếp nhân tư. Ừ, cái xe nó chạy nó trục, con dòm thấy nó trục, mày thấy khói lửa không, nó trục ban đêm đó. Ghê trời. Bị mấy cục đá mà nó không xuống nổi nữa, nó trợt á, nó Dạ. xẹt lửa. Ủa mà con bò nó đi vòng vòng vậy, lỡ như nó gặp được cỏ, Thì cái nó lỡ ăn ăn lát nó gặp nó cũng chán à, lúa mình ăn là sao không Tư? thì ăn 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 cậy nó hả không Tư? thì ăn phải ăn rồi, Rồi sao mình không có cách nào để mình cột mỏ lại sao mình? có mới được cái bội, Có cái bội. bội anh trùm anh máng đầu đâu ăn được. À, là cái bội máng ngược lên đầu là máng của ta. Ừ, nhất là con đi vô mấy ruộng lúa, con lùa xuống ruộng lúa phải trùm cái mỏ, không trùm nó ăn lúa người ta chửi mày sao, trên đường mày dắt đi á, Dạ. bội úp vô mỏ vậy rồi rồi anh gặp cỏ nghiêng gì hả gì được. Đủ cái hàm dưới con bò nó có cái lợi gì nè, bị cái bội con xiết vô đó, con úp vô đó nó xiết như vậy nè, Dạ. đâu có hả không được. Thì cho mày không ăn được mà mày uống nước thì mày uống được. Được uống nước thì nó le lử nó rút vô nó uống nó được, mà ăn không được, Dạ. bị hả không được. Hả, không chặt cái bội lại hả không Tư? Ừ, hồi xưa mần bò trấu rồi này kia vui lắm, còn cá mắm tôm tép rùa rắn thôi tân đồng này mày, chỗ nào mà có bông súng nó mọc rồi con chống xuồng hai thằng thằng đầu này đầu kia chống xuồng hàng ngang cản cản lục bình lá sen bông súng rồi đó, Dạ. cản nó lật cái lá lục bình lòi ốc, ốc đeo dưới Ốc là ốc buôn mình ốc ngày xưa bu đúng ốc không lát ốc này kia đủ thứ Tư? Dạ. vớt lát đầy xuồng. Bữa có thằng trị bệnh nó nói nó đang nuôi ốc bu đen nó bán trứng bán giống, mà ở đây làm gì có hồ ông mà tao tức mẹ ở mua đất không được, không có tiền. Lúc đó có bạc tỷ tao mua vài mẫu ngoài này tao múc ở trên bờ mình trồng dừa chuối rồi này kia rau cỏ mình ăn, múc nguyên cái hồ dưới mình thả, tức là thả lại đặc sản đó. Như lươn rắn nào mắc tiền nó con thả với con nuôi nuôi dài 3 năm rồi kia rùa rắn rồi kia mình thả xung quanh mình đục bờ kè. Rồi tao tính dữ lắm cái mày, nằm tính dữ lắm mà mình không có vốn liếng sao mà chứ có chừng 2 mẫu đất vậy đó, múc cua bè nó múc hết lên đê xung quanh. Cái đó là hồi xưa họ cho múc chứ hiện nay họ đâu cho múc đâu ông Tư. Đất của con người ta cho chứ Hiện nay tôi nghe nói là múc hầm múc đìa là nó không cho đó ông Tư. đâu, phải dùng vuông dưới nó cũng vẫn còn múc được, Nhưng mà mình phải xin phép đàng hoàng hả ông Tư? không cái dùng nuôi tôm cua con phải múc múc đâu phép đất gì. Còn Hồi xưa ít hiện nay thì ít có ông bà người ta kể lại cái câu chuyện ngày xưa mà cái viện giả gạo của tôi vừa kể cho tụi con nghe chứ. vui lắm, đâu phải một gia đình con, xóm này 10 20 cái nhà rồi mày nghe đây, rồi xóm trên rồi xóm dưới, xóm ngang hông, xóm trong xóm ngoài, mùa đó là mày nghe đều trời bùng bình cắt cung cắt cục
Một cái tiếng nó xa lắm hả ông Tư? Xa lắm, bị cối bằng gián hương mà dài cũng bằng gián hương cây xây. Trời ơi, cái loại xây mà con giả 20 năm nó chưa mòn. Xong mà giả gạo biết mà nó mòn, nó lồi lõm cũng như đất gò mối. Mà nó bị viên gạo mình nó nằm vô hả ông Tư? Ừ, gạo nó trà, gạo nó vỏ lúa nó nhám xàm mà. Hột lúa nó nhám. Rồi dê, mấy cái bữa dê mà lỡ không có gió sao mình dê được rồi đó không được. Chiếu. À chứ chiếu con cặp vô án nè, con đứng phục phục như nè. À, chứ chưa là kẹp vô hán. Ừ. Chiếc chiếu dài con đứng kẹp vô hán, xếp chiếc chiếu làm đôi làm tư lại ụp như nè. À, ụp tạo ra gió. Chứ hồi đó đâu con người ngu dại không biết chế. Phải chế như cái quạt gió bây giờ mình quay bằng tay cũng ngon nữa. Dạ. Mà thiết thiết đâu con làm. Bạc đạn đâu con làm. Dạ. Có gì đó. Nói chung là hồi đó cái gì cũng thủ công. Thủ công mà dùng sức người nhiều hơn á. Ừ, còn vô đồng rồi con cắt tre con chụm ba cây lại gì nè. Mần cái vàng gác để nó đội lúa lại chứ đưa lúc lên vàng dê. Dạ. Dê lấy gió dê không à, chứ đâu có máy móc gì sau này mới chế quạt máy được. Nó làm chứ ăn bánh này nè đó, bánh này cũng được luôn. À, ăn đó. Con hồi xưa con nghe ông bà ta cái việc mà dê lúa mà như ông Tư vừa kể dê bằng chiếu á. Con mới ba mấy tuổi mà hồi thời đó con được chứng kiến được một hai lần tại gia đình cũng làm. Mà dê vui lắm Tư. Dê hết gió lấy chú kẹt, lấy chiếu kẹt ngăn hán đầu lúc bạch có gió về nữa. Chờ gió tới nữa nó có khi đội thúng lúa lên trên đầu xong chờ gió tới mà gió nó không tới. Dê cái đó đông lắm, thanh niên có lực tặng lại mỏi tay đổi kia. Dạ. Yeah.